nếu đối với các thần thông chẳng du hí tự tại được thì chẳng thể viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nếu chẳng viên mãn được bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa thì chẳng thể từ cõi phật này tới cõi phật khác gần gũi cúng dường chư phật thế tôn nếu chẳng được từ cõi phật này tới cõi phật khác gần gũi cúng dường chư phật thế tôn thì chẳng thể ở chỗ chư phật trồng các căn lành nếu chẳng được ở chỗ chư phật trồng các căn lành thì chẳng thể nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình nếu chẳng được nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình thì chẳng thể chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển bánh xe chánh pháp độ chúng hữu tình khiến cho lìa hẳn sanh tử ác thú phật bảo thiện hiện như ông đã nói các dị sanh và các thánh giả cùng với tánh của tất cả pháp bình đẳng không sai khác nhưng tướng của tất cả pháp đây và tướng của các hữu tình đều khác nhau nên tánh cũng phải khác. Vậy thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Đối với các pháp tướng khác nhau, làm sao có thể an lập nơi một tướng pháp tánh? Khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Sa, làm sao chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các thứ tánh cho đến nói rộng như trên? Này thiện hiện ý ông nghĩ sao pháp tánh của các sắc là tánh không chăng? Pháp tánh của các thọ tưởng hành thức là tánh không chăng? Như vậy cho đến tất cả pháp tánh hữu vi vô vi là tánh không trăng thiện hiện thưa rằng bạch đức thế tôn đúng vậy đúng vậy tất cả pháp tánh đều là tánh không phật bảo này thiện hiện ý ông nghĩ sao ở trong tánh không tướng khác nhau của các pháp có thể đắc được chăng nghĩa là tướng khác nhau của sắc nói rộng cho đến tất cả tướng khác nhau của hữu vi vô vi có thể đắc được chăng thiện hiện thưa rằng bạch đức thế tôn chẳng được ở trong tánh không tất cả tướng khác nhau đều chẳng thể đắc Phật bảo, này thiện hiện do đây phải biết, pháp tánh bình đẳng chẳng phải là tất cả phàm phu ngu si dị sanh, cũng chẳng lìa tất cả phàm phu ngu si dị sanh, như vậy cho đến chẳng phải là như lai ứng tránh đẳng giác, cũng chẳng lìa như lai ứng tránh đẳng giác, pháp tánh bình đẳng chẳng phải là sắc. Cũng chẳng lìa sắc, chẳng phải là thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức như vậy cho đến chẳng phải pháp hữu vi và vô vi cũng chẳng lìa pháp hữu vi và vô vi cụ thọ thiện hiện lại thưa phật rằng bạch đức thế tôn vậy pháp tánh bình đẳng chính là hữu vi chính là vô vi phật bảo này thiện hiện pháp tánh bình đẳng chẳng phải là hữu vi chẳng phải là vô vi nhưng địa pháp hữu vi pháp vô vi thì chẳng thể được địa pháp vô vi pháp hữu vi cũng chẳng thể được thiện hiện nên biết cõi hữu vi hoặc cõi vô vi hai cõi như thế chẳng hợp chẳng tan vô sắc vô kiến vô đối một tướng đó là vô tướng tất cả Như Lai like, ung um, tránh đẳng giác nương thế tục mà nói chẳng nương thắng nghĩa vì sao vậy vì chẳng phải trong thắng nghĩa thân hành ngữ hành ý hành có thể được chẳng để thân hành ngữ hành ý hành thắng nghĩa có thể được thiện hiện nên biết pháp tánh bình đẳng của pháp hữu vi và pháp vô vi gọi là thắng nghĩa chẳng phải lìa tất cả hữu vi vô vi riêng có thắng nghĩa cho nên khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng động thắng nghĩa mà hành hạnh đại bồ tát thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề truyền bánh xe diệu pháp độ chúng hữu tình khiến cho rất hẳn sanh lão bệnh tử chứng được niết bàn bàn tuyệt đối thường vui